Trong bản tin sáng 15 tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định khoảng chiều tối nay 15 tháng 4, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, theo dự báo của các trung tâm khí tượng quốc tế tại khu vực Thái Bình Dương, lượng mưa là không đáng kể, chỉ khoảng 9-14mm, nhiệt độ về đêm vẫn ở mức 25-26 độ C. Ngày 15 tháng 4, nhóm chuyên gia hệ thống hỗ trợ sinh sản Mỹ-Đức IVF-MD đã nghiên cứu và triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng với tên gọi là CAVI-IVM. Kỹ thuật này giúp chị em xua tan nỗi lo đau, xoắn buồng trứng, tăng cân đột ngột do quá kích buồng trứng khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng vẫn đạt hiệu quả tương đương IVF là kỹ thuật dùng tinh trùng và trứng để thụ tinh trong phòng thí nghiệm tạo thành phôi. Đây là phát đồ mới kết quả một công trình nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ được IVF-MD tiên phong ứng dụng. Phôi từ CAVI-IVM được chứng minh là có khả năng có thai gần tương đương với phôi lấy từ trứng sau khi kích thích buồng trứng. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả ở những phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang. Sáng 15 tháng 4, ông Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sao, huyện Tu Mơ Trông, tỉnh Kon Tum cho biết, nhà trông ở thôn Năng Nhỏ 1, xã Đắc Sao đã bị ngã đổ vào chiều tối 14 tháng 4. Theo đó, nhà trông bị ngã đổ có chiều cao 13m, rộng 20m, trụ bằng gỗ, mái lợp bằng tranh tre. Ngôi nhà xây dựng đã lâu, bị xuống cấp, nhất là phần trụ đã bị mối mọt. Nhà trông là trái tim của thôn, nơi bà con tập trung sinh hoạt cộng đồng. Vào thời điểm nhà trông đang đổ sập thì có 3 người cũng đang trú mưa và may mắn thoát nạn khi chạy kịp ra ngoài. Ông Nguyễn Văn Bền cho biết thêm công trình không thể sửa chữa mà phải xây mới lại để cho bà con sinh hoạt văn hóa. Đây cũng là cách để bảo tồn văn hóa Sơ Đăng tại địa phương. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa di lý đối tượng Đặng Quốc Thịnh, 25 tuổi, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk từ đảo Con Sẻ Tre, Khánh Hòa về Đà Nẵng để điều tra xử lý về hành vi tham ô tài sản. Ngày 24 tháng 2, Thịnh được giao nhiệm vụ bán hàng và thu tiền tại cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Vạn Lợi ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Trong quá trình làm việc, Thịnh không giao nộp tiền xăng về cho kế toán mà lấy toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Thịnh đón xe vào Khánh Hòa, đi thuyền ra đảo Con Sẻ Tre để lẩn trốn, tắt điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy tìm và bắt giữ Thịnh tại Khánh Hòa, sau đó di lý về Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh để tiếp tục điều tra xử lý. Thông tin từ Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết vẫn còn gần 1,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định. Như vậy, từ hôm nay 15 tháng 4, các nhà mạng sẽ thực hiện khóa 2 triệu với các thuê bao nếu không chuẩn hóa. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, đến 15 tháng 5, nếu không cập nhật thông tin, các thuê bao bị khóa 2 chiều sẽ bị nhà mạng thu hồi số. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao đã được các nhà mạng thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, để tiếp tục xử lý triệt để vấn nạn SIM rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo, Bộ Thông tin Truyền thông đã tiến hành bước thứ hai là thanh kiểm tra việc quản lý thông tin thuê bao di động. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi cảng hàng không quốc tế Nội Bài về đề xuất triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay. Để triển khai có hiệu quả, Cục Hàng không yêu cầu cảng cần có phương án thí điểm cụ thể, phải có giải pháp tránh ùn tắc trong thời gian thí điểm, có sự phối hợp thường xuyên, kịp thời của các đơn vị liên quan, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thử nghiệm, bố trí cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí điểm. Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có văn bản báo Cục Hàng không triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay nội địa tại cảng. Thời gian dự kiến từ 17 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023, bao gồm một làn thí điểm tại khu C, tầng 2, nhà ga hành khách T1, hai quầy làm thủ tục thí điểm, quầy A31, A32, nhà ga T1 và hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm.